Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn về quy trình kiểm tra ngăn ngừa rủi ro của bơm nước giải nhiệt trước khi vận hành. Ta tiến hành thực hiện các bước sau. Đầu tiên, ta kiểm tra thanh cái xem có gì bất thường không. Sau đó, ta kiểm tra Atomat phải ở chế độ sẵn sàng hoạt động. Tiếp theo đến các đầu nối cáp và giá đỡ thiết bị phải chắc chắn. Tiếp theo, ta kiểm tra các khóa chuyển mạch đã đúng chế độ vận hành chưa. Nếu chưa đúng, ta chuyển các công tắc về đúng chế độ vận hành. Tiếp theo, quan sát tình trạng chung của toàn bộ tủ điện như đèn báo, hoạt động của bơm, thân phỏ phải chắc chắn không bị biến dạng. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.